Cây này quá trời đẹp hả cô chú? Thấy rõ không chị? Thấy. Phải nói là cái cây này, cái phôi vườn nó già lắm cô chú mình. Thì chú anh chị coi nè, nó đế. Dưới này còn đế hai lớp đế, tại vì cái này nó nằm chậu lâu lắm rồi. Đế quá là đế luôn nha. Đặc biệt là cái cốt cành này cô chú, nó liền ha, nó nhão như một cái rin luôn. Cây này cô chú anh chị coi đế nè, hai lớp đế. Dạ em chào cô chú anh chị mình nha. Dạ hôm nay thì em có tiếp tục ghé bên vườn mai của chị Ngân cô chú ơi. Hôm nay chị Ngân trở lại ha, giao lưu với cả nhà mình một số cái mặt hàng hay mai ha. Dạ mong là cả nhà mình xem clip và ủng hộ bên vườn ha. Dạ em chào chị Ngân nha. Rồi em ơi, xin chào chị ha, rồi xin chào tất cả cô chú anh chị vàng có nước ha. Hôm nay em quay cái clip á, em lên số như là mai phẩm chơi Tết như là siêu bông Sài Gòn mình lỡ nha, Nhi Ngọc Toàn, Giả Phú Tần, Cúc Họ Hương ha, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa ha. Dạ rồi. Rồi nay lên mã số 1 của chú anh chị mình đây. Trời mưa quá. Quay nó ướt nhẹp không chứ anh chị không cảm à. Dạ. Đang mưa luôn. Siêu bông Sài Gòn á. Siêu bông Sài Gòn này có một ghép một chọt bò chị. Cái rồi, này này ba mùa. Ha. Cái này già mùa con. Gọi bông chuẩn lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Bông bự ha. Dạng nín. Không số. Hoành là được 13. Củ 28. Chiều cao 54. Tán ngang 56. Dạ. Rồi cái này giao lưu mình giá 500.000 bao phí luôn ạ. 500 thôi cả nhà. Mã số 1 ha. Mã tiếp theo đó, cô chú số 2 cô chú anh chị mình ơi, số 2 là một cây siêu nụ ha, giả siêu nụ bánh keo bông lớn cô chú anh chị. Cái này thành phẩm cho mình chơi Tết ha. Dạ. Hàng đô có gì chứ hai mùa đó, chị không? Trời ơi quên ý hiệu nữa, nguyên con hàng lặng luôn. Để thú mà cô chú, cây rất là duyên ha. Rồi mình đã không số nha chị nha. Hoành là được 14. Dạ rồi. Tổng đế 72. Chiều cao 59. Tán ngang 44. Rồi. Cái này giao lưu mình giá 700.000 ship luôn cả chậu nha chú chị mình. Dạ rồi, 700.000 cho em này hả cô chú anh chị. Mã số tiếp theo nha cả nhà. Tiếp theo là mã số số 3 của chú anh chị mình, là số 3 là cây nhiều tọ ha, cây nút nụ rồi chị ơi, hàng đơn nút nụ quá trời cái vậy. Wow. Mấy cái này Tết này nở bông rồi. Rực rỡ luôn. Độc quyền luôn ha. Đẹp quá cô chú. Quanh này được 15 đúng. Củ quá trời đẹp. Củ được 34. Tổ cái này đang đi đợt. Chiều cao là được 64. Tán ngang là được 52. Dạ. Cái này giao lưu mình giá 750 bao phiếu của chú anh chị mình ơi. Dạ, chỉ có 750 thôi nha cả nhà. Số tiếp theo hả? Số 4 của chú anh chị mình ơi. Số 4 là cây siêu bông lợi à. Trời ơi, cái này hàng già mùa lắm của chú anh chị mình ơi. Có hai chất bo mà nó cỡ này nè. Cây này quá trời cái tàn hả cô chú mình. Mua cây này là trời ơi, tàn đẹp chưa? Lắm cô chú. Bành bố nè. Đặc biệt là già mùa nha. Đi nụ kim hết trơn rồi chú anh chị mình ơi. Trời cái này lấy biết nhiều bò hả chị. Dạ. Cái này mình cần giống thì quá. Hoành là được 14. Tổng củ của nó là được 65. Đế nhôm luôn. Chiều cao 60. Dạ. Tán ngang 65 luôn. Cái này giao lưu mình giá 900.000 bao phí của chú anh chị mình. Dạ 900 hả cô chú anh chị mình ơi. Mã số tiếp theo ha, là theo số 5 là một cây giả Phú Tân của chú anh chị mình đây. Cây này quá trời cái phơm này. Hàng đôn luôn nha chú anh chị. Ừ. Củ đế nè. Đây nha cô chú mình. Cây này đi bó bầu của chú anh chị mình nè. Dạ. Hoành này được 15. Cây này xâm xê của chú. Tổng củ là 47. Chiều cao 46. Tán ngang 62. Dạ. Cây này giao lưu mình giá 1 triệu bao phí luôn. Giá 1 triệu bao phí cho cây giả Phú Tân hàng già mùa chơi Tết nha cô chú mình ơi. Tiếp theo cả nhà. Số 6 của chú anh chị mình đây là một cây bạch mai ha. Bạch mai có mít nhánh nè. Tây thi. Tây thi nè. Dạ. Nhánh này tây thi của chú anh chị, còn như ở khúc trên là bạch mai ha, cái lá nè. Nó đớm. Bạch mai này thích hợp ngoài nắng nha chú anh chị. Cây này em để ngoài nắng hồi nào giờ không bị cháy lá gì đâu chú anh chị, là lá rất mạnh nè chưa. Dạ, cây này rất là mạnh ha cô chú anh chị. Ồ, bạc về cái cô đế này cô chú mình coi nè. Để bằng cỏ luôn. Hôm nay không có o bế em nữa. Cỏ ghét quá trời. Quanh được 18.5. Rồi, cái đế nè, hết biết cái đế luôn. Tổng đế của nó là 70. Chiều cao 83. Tán ngang 72. Rồi. Rồi cây mã số 6 này giao lưu mình với giá là 1 triệu rưỡi bao phí của chú anh chị mình nè. Dạ, 1 triệu rưỡi cho em này cô chú ơi, mít hai giống cho mình ha. Có vàng có trắng luôn nha. Mã tiếp theo nha cả nhà. Tiếp theo là cây mã số 7 luôn cô chú anh chị mình nè, 7 không ta? 7 quá. Một cây siêu bông Sài Gòn ha. Siêu bông Sài Gòn mã số 7 luôn của chú quá anh chị. Quá trời già mùa của chú mình ơi. Tầm 3 mùa luôn cái cốt. Cây này 3 mùa đổ lên ha. Bây giờ siêu bông Sài Gòn nhân dở này lên nè. Thấy đi nụ kim dữ này chưa ha. Dạ.
Ờ đây cô chú, đó, nó già mùa hả cô chú? Siêu bông Sài Gòn lá nhỏ nha chú anh chị mà. Trời ơi, mưa tới thì sẽ làm kiểm luôn. Hoành là được 16. Cao là được mà hơn mét, em tính mét của chú anh chị mình nè. Trái ngang là được 74. Cái này giao lưu mình giá 1,5 triệu bao phí của chú anh chị mình. Dạ, 1,5 triệu cô chú. Siêu bông Sài Gòn luôn, nguyên cái cây thùm lùm luôn cô chú, tàn thông luôn nha. Đặc biệt là nó rất là già mùa nha cô chú. Mã tiếp theo luôn cô chú. Đây là mã số 8 của chú anh chị mình nè. Dạ. Một cây siêu bông Sài Gòn tiếp tục luôn. Cái lô này cây nó già cây lắm cô chú anh chị. Nè, rồng nó đóng mà. Dở lên cây vàng đính cái cây luôn, rất là đẹp đó cô chú. Cốt bự lắm nha chị ạ. Dạ. Này cô chú cái cốt đó nè. Mưa rồi. Em ổng quay mà đang mưa luôn cô chú. Ổng vô đập bão rồi. Quanh là được 14. Cây đẹp quá. Cũ 22. Mưa vô mất cả luôn. Chiều cao 86. Tán ngang 76. Cái này vô luôn mình với giá 1,4 triệu thôi cô chú anh chị mình. Dạ, siêu bông Sài Gòn hả cô chú anh chị ơi. Form tàn tròn đều cho mình ha. Hàng chơi Tết nha, già mùa cực kỳ luôn. Mã số tiếp theo luôn cô chú mình. Số 9 nha cô chú anh chị mình. Mưa quá rồi, với số hết ăn luôn. Siêu bông Bình Lợi. Trời ơi, cái này khoai vườn kia nó đẹp bà cố luôn. Quá trời già cây cô chú mình. Đỡ nhánh này lên, trời mưa hổng ra nó sủi nhánh luôn. Cái này có dáng khéo khéo không chị? Ừ đúng rồi. Đặc biệt là nó già dữ lắm cô chú mình ơi. Ít cái ba bo chị ạ, mà nó ú ụ à. Dạ. Phôi giường luôn. Phôi này già lắm, phôi này mấy chục năm à. Ồ khủng khiếp. Nó là nâu luôn cô chú. Hoành tăng cái eo nhỏ nhất của nó là được 25. Dạ. Tổng cũ nó là được 82. Ê đó cục gù luôn chị. Chiều cao là 55. Tán ngang 90. Gù của nó là nhiêu? 40. Dạ. Rồi cái này giao lưu mình đi giá 2,6 triệu bao phí của chú anh chị mình nè. Dạ, 2,6 triệu cho cây siêu bông Bình Lợi cực già mùa nha cô chú anh chị. Mã tiếp theo. Số 10 luôn, số 10 là một cây giảo nhí, cây này bao bông cho mình nha cô chú anh chị. Dạ. Tết này có bông, có nụ kim rồi. Dạ cô chú ơi. Cây này ghép nó cũng mới ra tới giờ. Đế đẹp ha. Đế hình chế bí. Hoành là được 17. Trời ơi, củ bí luôn. 60 là tổng đế. Rồi. Chiều cao là 44. Tán ngang 40. Cái này giao lưu mình giá 800 ngàn em bao phí ạ. Rồi, 800 ngàn bao phí. Dẻ đẹp luôn. Dạ. Số 11 của chú ạ. 11 là cây siêu bông Sài Gòn. Lá lớn của chú anh chị mình. Lâu lâu mới có Sài Gòn, cây Sài Gòn lá lớn. Lá lớn bông y như lá nhỏ vậy. Mà có điều cái lá kia lá nhỏ, cái này lá lớn. À. Lá lớn nụ nó thưa hơn, bông nó bụi chán. Phôi vườn nhau chú anh chị mình. Rồi, quá trời. Cái này đi là em ship trong chậu ha. Ừ. Quạnh đây được 27 đúng rồi. Khó khăn được 20. Chiều cao là được 58. Tán ngang là được 64. Rồi cây siêu bông Sài Gòn ở lớn này mã số 11 em vô luôn mình với giá 900 ngàn em bao phí ạ. Dạ, 900 ngàn cho em này nha cô chú anh chị ơi. Cây rất đẹp ha, dáng trực luôn. Rồi mã số 12 ha cô chú anh chị. Số 12 của chú anh chị mình ơi là một cúc 2 tầng ha. Phôi vườn nha chú anh chị mình. Trời ơi, mấy cái này dở đang đi lên nụ quá trời chị. Dạ, Quỳnh Tấn Phát ha cô chú anh chị, giống à. Bao giống cho chú chị mình ha. Dạ. Nụ kim quá trời chị, dở như vậy. Không biết chị em thấy không. Dạ được đó. Quá trời nụ kim. Có ha. Hồi vườn nha chú anh chị mình. Hoa nó xinh lắm cả. Chị Ngân coi nó sấy sấy luôn nè. Nó dạ chị nó lên sấy sấy như khí gần ha. Dạ. Đây cho mình. Để đều cũng 24 mặt nha chú anh chị mình. Quỳnh là được 28. 64 là tổng cũ. Tán ngang là được 90. Rồi. Chiều cao là được 79. Rồi cái này em vô luôn mình cúc hai tầng mã số 12 vô luôn mình giá là 3,8 triệu em bao ship của chú anh chị. Dạ 3,8 triệu cho mã này nha cô chú ơi, hàng hiếm nè. Cúc hai tầng. Dạ. Dạ rồi mã số 13 hết cô chú mình. Số 13 là cây cúc quýt của chú anh chị mình ơi, một cây cúc quýt dán bay đúng không? Cái này dán bay tự nhiên nè chị, không chỉnh sửa gì cho. Cây này quá trời đẹp hết cô chú. Thấy rõ không chị? Thấy. Phải nói là cái cây này cái phôi vườn nó già lắm cô chú mình. Thì chú anh chị coi nè. Nó đế. Dưới này còn đế hai lớp đế, tại vì cái này nó nằm chậu lâu lắm rồi. Đế quá là đế luôn ha. Đặc biệt là cái cốt cành này cô chú. Nó liền ha, nó nhão như một cái rin luôn. Cái này cô chú anh chị coi đế nè. Hai lớp đế. Cái này phải nói là cực già nha cô chú anh chị ơi. Cúc vip ha. Bông rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Dạ đây. Nhờ chị đo số cô chú. Hoành là được 29,5. Dạ rồi, đế bự lắm cả nhà.
Có nhiều đây là hết nhiều này. Nguyên một cái nồi để đặt của nó được 124 chú anh chị mình nè. Thấy ghê không? Quá trời nó cô chú mình. Dạ miết chiều cao luôn. Ghê. Chắc cỡ 1 mét, 1 mét mốt vậy, gắn nó lên coi. Chiều cao của nó là được 1 mét. Ừ. Tầng ngang. Cái chiều dài. Tầng ngang nó được không? Không. Gắn tầng ngang ngay, cô vô phụ coi cô. Như phụ dịnh cái chiều dài với cái tầng ngang coi. Đứng nè. Nhờ trợ giúp với cô chú mình. Lùng quá khổ. Rồi. Rồi. Hết thước hả? Còn. 1 mét. Tầng ngang của nó là được 1 mét rưỡi của chú anh chị mình đây. Rồi. Chiều ai, chiều ai mà. Chiều dài nữa cô. Như hết chưa? Cái này là được mít rưỡi, cái này có được mít 7 của chú anh chị mà. Cả mét 7 của chú. Mít 8 á, cả mít 8 á. Cái đầu này nó còn khúc nữa nè. Rồi. Quá trời. Chiều bay là mít 8 của chú anh chị mình ơi, tán nha là mít rưỡi có hơn á. Rồi, cây cúc quýt mã số 13 này em vô luôn mình với giá là 7.300.000 nha cô chú anh chị. Dạ. Cái này em chỉ vô xem chị cũng tạo lại nha. Dạ rồi cô chú ơi. Nói chung cây này Tết nở bự hoa, không làm cô chú mình thất vọng nha. Cái xong rồi em kinh xuống cho chị coi cái nghe cái tàn nó bự. Dạ rất là đẹp luôn ha. Rồi. Rồi cô chú mình đây nè. Ôi ôi cái cây quá trời luôn. Quá trời cái bệ đặc hợp luôn. Này Tết nó ra bông một cái ha. Dữ dằn luôn. Quá trời cái thằng bay này chứ. Trời luôn. Đây ha cô chú. Trời ơi quá trời nụ kim này nụ chứ. Ủa ủ luôn. Dạ rồi cây này có nụ kim ha cô chú mình. Rồi ha. 7.300.000 em này cô chú ơi, mình ủng hộ dùm bên vườn ha. Chị Ngân mình đứng đó mình chào cô chú luôn nha chị Ngân. Dạ rồi, à, mã số 13 này cũng mã số cuối clip của em ha. Cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn cả cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi clip. Hy vọng cô chú anh chị sẽ chọn được cây ưng ý, ủng hộ cho vườn chú anh chị mình đây. Dạ. Rồi em xin chào lại cô chú anh chị clip theo ạ. Dạ rồi, em chào cả nhà nha. Và em hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo của em luôn ạ.